Thưa quý khán giả, thường thì để chơi thành thạo dàn trống ra, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một nhạc công chuyên nghiệp bởi vì phải có cảm nhận về âm nhạc, tiết tấu và nội lực mới chơi được dàn trống lớn. Nhưng mới đây, nhiều nhạc sĩ đã bất ngờ khi ở Cần Thơ có một cậu bé mới 8 tuổi đã chơi thành thạo dàn trống này cùng với ban nhạc biểu diễn cho ca sĩ hát. Tài năng âm nhạc nhí này chính là Nguyễn Anh Nguyễn, học sinh lớp 2, trường tiểu học Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều. Chưa thấy bé nào mà chơi một dàn trống lớn như thế, và đối với một cái ban nhạc, những người mà chú bác cũng sống trong nghề nhạc cũng lâu, đều hài lòng. Vật mà để chơi của cháu là cặp dùi. 2 tuổi cháu lên trên phòng trà đó, khách hát một hồi thì tự nhiên thấy trống nổi lên. Thì cháu đó là cháu là tự lên sân khấu luôn. Đầu tiên ấy, mình cũng luyện với cháu là cái điệu xilô là điệu nó dễ. Cái đó điệu ba, cái là cha cha. Tức rock rồi đó. Rồi cháu nắm được cơ bản đó. Sau đó là cái độ khó mình nâng dần dần lên cho cháu. Con là con nghịch ba, là con nhìn theo là cũng tập liền. Tập là phải lắng nghe. Ba là thần tượng của con. Bạn anh Nguyễn này có cái năng khiếu bẩm sinh từ lúc nhỏ, và cái năng khiếu này được thể hiện rất là nhanh. Dàn trống đánh phải dùng rất là nhiều lực. Tất nhiên là khi mà đánh là dùng lực nhiều hơn những các nhạc cụ khác. Thứ hai là phải có một cảm nhận về tiết tấu, cũng như là bé Tony là có cảm nhận về âm nhạc, có cảm nhận về tiết tấu. Rồi xong là được coi như là rèn luyện thường xuyên hàng ngày. Thành ra là tôi nghĩ nếu cái với cái đà này là của nhà bé Sunny sẽ tiến rất là xa. Rất yêu thích âm nhạc, con sẽ cố gắng học và luyện tập để trở thành một nhạc sĩ biểu diễn cho mọi người xem.